cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Minh Thúy xin kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay là ngày lễ mẹ. Trung tâm Truyền giáo Việt Nam có mời cô nha sĩ Phương Hiếu, thành viên của trung tâm, trình bày cùng quý vị câu chuyện về một người mẹ rất thương tâm trong Kinh Thánh, sách Samuel 2. Kính mời cô Phương Hiếu. Dạ, cảm ơn cô. Kính chào quý khán thính giả. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện thật buồn, một chuyện về một người mẹ có hai đứa con bị giết chết rất thảm thương, và cũng một người mẹ thật rất vĩ đại. Câu chuyện được viết trong Kinh Thánh sách Samuel nhì chương số 21. Thời vua David trị vì, có 3 năm đói kém và Đức Chúa Trời cho biết trước, đây là vua Saul đã tìm cách trừ diệt dân Gabalon và dân được Giô-suê hứa với Chúa rằng sẽ không hại dân này. Khi biết được nguyên nhân của sự đói kém, vua David hỏi dân Gabalon muốn gì để có thể chuộc lại lỗi lầm của vua tiền nhiệm. Họ đáp lại rằng, hãy giao cho chúng tôi 7 người trong những con trai của vua Saul, chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt Jehovah. Vua David đồng ý với lời yêu cầu này. Sách Samuel nhì đoạn 21 câu số 8 cho biết, vua David đã bắt hai con trai của bà Ritba, vợ lẽ của Saul, và 5 con trai của Merab, con gái của Saul, giao cho dân Gabalon. Khi David quyết định hai đứa con của mình, bà Ritba biết không thể ngăn cản được. Bà vừa khóc cho chồng, bây giờ lại khóc cho số phận hẩm hiu của hai con mình. Hãy tưởng tượng nỗi thương tâm của một người mẹ, nhìn hai đứa con mình bị treo, thân xác phơi bày cho mưa nắng, ngày đêm thú dữ, chim chóc đến rút tỉa từng miếng thịt, miếng da, rửa thối. Thân thể con mình sẽ bị xé ra từng miếng, tình yêu con của người mẹ cũng tan vỡ từng mảnh vụn. Tôi nhìn thấy cảnh một người mẹ ôm xác con mình bị một mảnh bơm xé nát mà kêu gào như điên dại. Bà vẫn ôm thân xác bầy nhầy đó vì đó là con của mình. Nó là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, giải dầu xương gió mà nuôi nấng. Đó là đứa con yêu dấu của mẹ. Nó đã làm gì để mà chết một cách thảm thương như vậy? Nó chỉ là nạn nhân của xã hội, của sự căm thù và sự bất công. Này chất lên người đàn bà đáng thương Ritba. Bà Ritba quá nhỏ bé trước sự căm thù của dân Gabalon. Bà quá nhỏ bé trước nhà vua vĩ đại David. Bà quá nhỏ bé trước quyền lợi của dân tộc và trước sự trao đổi, mua bán, chính trị. Tôi nhớ đến đất nước Việt Nam đã từng bị bom đạn trải dài trên quê hương và biết bao bà mẹ lâm vào tình cảnh đau thương như vậy. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt, nhưng còn lại những người mẹ, những người hiền mẫu, đau khổ, xót xa, xa con, trông con, lo lắng cho số phận của con mình và cuối cùng không sao tránh được cảnh khóc con đã phơi thay. Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lã chả đầm đìa trên xác con lạnh giá. Bà Ritba khóc cho chồng, bây giờ khóc cho con và bà cũng khóc cho số phận của mình. Đây là một bức tranh thật buồn hơn những bức tranh trên thế gian này. Nhưng bà Ritba không chỉ khóc mà thôi, bà đã có một quyết định. Bà phải lấy lại danh dự cho con bà. Bà phải cầu khẩn Đức Chúa Trời, xin Ngài hết cơn thạnh nộ, mang mưa lại trên đất để chứng tỏ cơn giận của Ngài đã qua và danh dự của chồng và con bà được phục hồi. Câu số 10, Ritba, con gái Aiza, bèn lấy một bao gai trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt đến khi có mưa từ trời xa xuống, trên thay chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu trên thay chúng nó,
và đăng đêm cản không cho thú đồng đến gần. Tôi nhớ đến một bài ca của Trịnh Công Sơn, bài ca dao của mẹ, có đoạn như sau: lạy trời mưa tuôn trên đất sỏi mềm, hạt mầm vung lên, mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn, xót xa đời mình. Bà Ruth Ba ngồi trên mỏm đá, ru xác con mình trong tủi nhục của một thứ phi thời vàng son đã hết. Bà lạy trời mưa xuống, không những cho đất mềm mà còn để phục hồi danh dự của con và chồng. Dầm mưa dãi nắng là những danh từ mà người ta dùng để diễn tả sự cực nhọc của kiếp sống con người. Dầm mưa dãi nắng để kiếm một cái gì đó như tiền trả công, lúa gặt hái ngoài đồng hay buôn bán tảo tần kiếm lời. Còn bà Rít Ba dầm mưa dãi nắng chỉ để bảo vệ xác của hai con không cho thú đồng và chim chóc đến phá. Bà dầm mưa dãi nắng như vậy liên tục từ đầu mùa gặt, tức là tháng 4, đến đầu mùa mưa, tức là tháng 10. Thưa quý vị, bà chịu đựng gian khổ như vậy suốt 6 tháng liên tục để bảo vệ thân xác của con mình. Sự sống của con bà không bảo vệ được, nhưng thân xác của chúng, danh dự của con, bà có thể làm được dù suốt đời của bà phải nằm ở đây, sống ở đây trên hòn đá này, với bao gai này. Đức tin của bà Rít Ba thật đáng kính phục. Bà tin rằng Đức Chúa Trời rồi đây sẽ ban mưa trở lại trên đất để chứng tỏ Chúa đã tha tội lỗi của họ, và những đứa con thân yêu của bà sẽ được hồi phục danh dự, được chôn cất đàng hoàng. Thật dễ dàng xây lưng lại với những người bị xã hội bỏ rơi, nhưng các bà mẹ không dễ gì bỏ rơi con mình. Các bà mẹ thường là người sau cùng tin con mình sai lầm. Sự chịu đựng của các bà mẹ, hãy nhìn trong gia đình, một công tác bày ra đòi hỏi mọi người phải tham gia, nhưng người cuối cùng dọn dẹp và người là vợ, là mẹ. Người đàn bà trong gia đình thường là người nhận những hậu quả do lỗi lầm của người khác. Bà Rít Ba không liên can gì đến công việc hay lỗi lầm của chồng bà là vua Sao Lơ, nhưng bà là người còn sống để nhận sự cay đắng, đau buồn mất chồng và chứng kiến cảnh hai con mình bị treo chết như vậy. Cảm tạ Chúa, sau cùng đức tin, tình yêu và sự chịu đựng của bà được đền bù. Câu số 11 có viết: có người học lại cho David sự Rít Ba con gái Aiza hầu của Saul đã làm. Tôi muốn thêm ở đây, đã liên tục trong 6 tháng. Vua David cảm động ra lệnh lấy xương cốt của Saul, Jonathan và các con cháu đã bị treo, đem về chôn trong mộ của Kích, cha của Saul, tại Sê-la, tại địa phận Benjamin. Tình mẫu tử của bà Rít Ba đã làm Đức Chúa Trời cảm động. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Đức Chúa Trời, vì cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng bất hạnh nếu thế gian này không có những người hiền thê, hiền mẫu trong cuộc đời. Tôi xin thay mặt các con cảm tạ Chúa đã ban cho những người mẹ chung thủy, tảo tần, nuôi dưỡng con nên người hữu dụng. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên xin tạm ngưng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ bình an, phước hạnh. Cảm ơn cô Phương Hiếu. Trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Minh Thúy kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật 12 tháng 5 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui, hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị vào kỳ tới.